Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học tra cứu quy hoạch dịch vụ cấp sổ xin phép xây dựng. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài số 9 tạo kích thước theo tiêu chuẩn nha. Các thành phần trong đường kích thước, gọi đầu tiên đó là chữ số, tiếp theo là hướng mũi tên, kế tiếp là đường giống, cuối cùng là khoảng cách giữa các đường giống so với đối tượng cũng như khoảng cách thừa ra của đường giống so với kích thước giống như cái hình mũi tên này nè. Rồi, để tạo ra cái kích thước mới trong kết năm 2021. Bước 1, ta gõ lệnh dim style, gọi là lệnh tắt đó là chữ D, sau đó bấm enter, học thoại dim style hiện ra, ta bấm vào new nha. Rồi bấm vào continue. Rồi, đặt tên là tiêu chuẩn dim 53. Bước 2 ở tab line á, ta bấm vô cái theo hình dạng này nè. Rồi, nó ra như thế này. Rồi, ở tab sample and all đó thì ta bấm vô theo hình dạng này nha. Rồi, ở tab test nè, thấy không? Rồi, ở tab fix, rồi tab gì remaining limited nè, à, làm giống như vậy nha. Rồi tao vào thực hành luôn nha. Rồi về đầu tiên tao bấm vào phím tắt là D nè, rồi hiện ra đây tao bấm vào new nè, bấm vào tiêu chuẩn Việt Nam nè ha, rồi continue nè, rồi ở cọc line nè, rồi line này không màu đen, continue 0.13 nè, continue nè 0.13 nè. Rồi tiếp theo ta chọn cọc new nè 0.13 nè, giống như này phải không? Rồi ở dưới xem tay line nè, chân line nè, nó continue hết nè, continue nè. Rồi ở đây 0.13 luôn nè, đó thấy không, ở đây cho nó mọc hết. Rồi tấm cọc super nè, đó tấm thứ hai đây chọn 3.5 nè, 3.5 này chọn giữa nè, rồi 0.75, 1.5. rồi ok nè, là tấp test nha, tấp test thì chọn giữa nè, chọn giống như hình này nè, đó. Rồi màu đen nha, màu đen có thì chọn cho màu đen đây, ok. Rồi ở đây nên 3.5, 3.5 nè, rồi đây chọn giữa nè, rồi này counter lại tái phải rồi ok, 0.6 mấy là 1.5, ta làm cho giống tiêu chuẩn vậy này. Ở tập fit nè, rồi giữ nguyên nha, giữ nguyên. Rồi tab unit nha, tab unit đây, rồi coi đây 00 chuẩn 00, ở đây là tab unit. Sau khi bấm ok xong tôi bấm rồi security nha, rồi lúc này nè bấm security, rồi chọn cái hiện tại nè, rồi đóng rồi, rồi xong rồi các bạn. Ta thiết lập cái tiêu chuẩn xong rồi đó bạn. Rồi, đó đây là đó. Khi mà hiện lên kích thước thì chúng ta làm giống như vậy. Cho thử coi, cho thử cái này coi. Rồi, cảm ơn các bạn nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.